rất ok luôn, tương đương với khách sạn 4-5 sao nha, mở được luôn, nước biển chắc được luôn nè, à, nhìn xuống đường Lê Thánh Tôn luôn, là trung tâm mua sắm Vincom thì gần lắm luôn, nước biển từ đây lên đó chừng 200m à. Nữa là cái đồ đựng đồ dơ nè, khi cần giặt ủi gì đó hoặc là mặc đồ dơ có thể bỏ riêng ở chỗ này, xuống đây ngồi làm việc, ngồi check mail lấy thông tin rất là ok nha. Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất là nhiều người thích ở được khu vực chợ Bến Thành nè. Hôm nay Nick tiếp tục review một khách sạn khác ở gần chợ Bến Thành cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Khách sạn đó có tên là khách sạn Liên An. Thì mời tất cả mọi người vào trong, chúng ta cùng review phòng của khách sạn này nha. Trời. Đây là lễ tân của khách sạn nha. Hôm nay mình được xem loại phòng nào ha. Standard room deluxe với lại family. Các bạn thân mến, đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái loại phòng thấp nhất nhé, phòng standard, xem cái tiêu chuẩn của nó như thế nào. Mời cô chú anh chị và các bạn vào trong nhé. Đầu tiên thì Nick thấy là căn phòng thì không gian hơi nhỏ nhé, nhưng mà nhìn kỹ lại thì rất là ok. Nhìn cái giường rất là thích cái kiểu này luôn á. Tại vì sao? Cái ga trang trí đẹp nè, gối trang trí cũng đẹp, và đặc biệt là cái mền cũng như là cái đẹp. Nó nghĩ là cái loại này tiêu chuẩn khá tốt chứ không phải là tệ đâu, rất là tốt nha. Nhìn quanh quẩn lại thì thấy là mặc dù không gian chật nhưng mà có cái này, cái này có cửa sổ chắc. Ok, cái này có cửa sổ có thể mở ra được luôn nè. Có thể nhìn xuống view thành phố, mặc dù là bị bức tường phía sau trắng bớ rồi nhưng mà không sao. Đối với cái phòng standard mà Nick nghĩ là cái phòng này thì đương nhiên giá sẽ thấp hơn những cái loại phòng kia rồi phải không? Nhưng mà có cửa sổ thì quá quý luôn, tốt luôn, khi cần mở cửa sổ ra cũng được thoáng luôn nè. Đây là cái ưu điểm của loại phòng này. Rồi trên bàn có tấm gương, hai chai nước này chắc là để miễn phí rồi. Catalog nè, giới thiệu khách sạn và những cái linh tinh khác, Nick nghĩ là đầy đủ bên trong đây luôn. Nội quy khách sạn, rồi thức uống nè, thức uống thì có nước nè, họ để trong tủ lạnh thì là 20.000, nước ngọt 25.000, rồi nước canned juice để 25.000, bia 40.000, rồi nhiều thứ nữa, có thể order những cái thức ăn, ví dụ là ăn sáng chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thật ra rất là gần chợ Bến Thành rồi, cô chú anh chị mình có thể đi qua chợ ăn sáng hay là ăn vòng vòng khu vực xung quanh đây, rất là tuyệt vời, là không cần chúng ta kẹt lắm là mấy cái order trong khách sạn ha. Rồi tủ lạnh, ở đây có tủ lạnh để sẵn hai chai nước này luôn. Chai nước này trong tủ lạnh chắc là có tính tiền nè, không sao lười quá không muốn xuống dưới thì có thể uống trong đây rồi trả tiền sau. Còn riêng thì đi xuống dưới mua nước rất là nhiều chỗ gần chợ Bến Thành mà rất thuận tiện luôn. Một cái sọt rác để trong đây cũng rất dễ thương nè. Nhưng mà cái này là rất là thích. Cái này là một cái sọt chắc để đồ dơ nè. Nó thấy rất có ít khách sạn có được cái này, nhưng mà khách sạn Liên An lại có cái này, một cái điểm ưu nữa nè của khách sạn Liên An. Đây, ở đây cái tủ quần áo phải không? Đây, mở ra xem. Đây có những cái móc treo của quần áo. Cái này lại một cái điểm ưu. Phòng nhỏ chật nhưng mà lại có cái safety box. Cái an toàn này rất là nhiều người rất thích nha. Cho nên đây là một cái điểm ưu của khách sạn này nữa. Bây giờ chúng ta nhìn trong phòng vệ sinh như thế nào nha. Ở trong đây thì Nick thấy là có vòi sen nè, đứng thẳng hoặc là cái vòi cầm tay. Ok. Rồi bên đây ngay cái chỗ bồn rửa mặt nè, có đầy đủ hết. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, rồi lược chải đầu, dép gì, cái gì đây, dầu gội sữa tắm, có sẵn hết rồi. Khăn trùm tóc của phụ nữ luôn, rất là đầy đủ, dễ thương nè. Rồi bên đây, ở đây thì có máy sấy tóc rất là ok. Rồi cái bồn cầu đây, nhìn cũng còn mới lắm nha.
xài rất là tốt. Đây có một cái cửa sổ nhỏ thì cần có thể mở ra cho nó thoáng, là nó thoát hơi. Rồi cái vòi nước này nè, nếu có review nhiều chỗ là chỗ nào cũng có, nói chung ở Việt Nam là trong phòng vệ sinh bồn cầu luôn luôn có cái vòi rửa này rất là thuận tiện nha. Và với cái vòi đó thì thật ra cũng không cần dùng tới giấy nữa đâu. Khăn bên đây, khăn lớn khăn nhỏ treo đây đầy đủ hết cho mình. Quá tốt rồi. Với cái phòng mà nhỏ ấm cúng như thế này, thật ra thì về các trang thiết bị nó thấy là khá đầy đủ nha. Nhưng mà giá thì nhiều, lát nữa chúng ta sẽ hỏi giá sau. Nếu mà giá rẻ thì chắc chắn đây cũng là một loại lựa chọn rất ok cho mọi người nha. Ok, bây giờ chúng ta đi qua khu vực khác xem phòng khác hay cô chú gì bạn bạn. Bây giờ thì chúng ta đi vào xem căn phòng này nhé. Và được cho biết đây là căn phòng deluxe. Mời cô chú gì bạn các bạn. Wow, nhìn cái phòng mà thấy rất ok nha. Phòng này thấy là rất ok nè. Đầu tiên là nhìn cái giường nè, có cái tấm ga trang trí này rất là đẹp, hai cái gói trang trí nữa, niệm này rất ok luôn, tương đương với khách sạn 4-5 sao nha. Tôi thấy là cái này rất ok. Chỗ này thì có để hành lý được nè, rồi phía dưới có để là dép đi trong phòng, hai đôi dép đi trong phòng. Một cái đặc biệt có cái bàn phím màn hình. Cái này thì có luôn cái cục CPU, vậy là trong đây có để luôn cái máy tính để sử dụng rồi. Ở đây mini bar có để hai chai nước trong phòng, không biết là tính tiền hay không, không sao thì mà vô nhận phòng của chú chị mình có thể hỏi ha. Nhưng mà ở trên nè, ở trên thì nếu thấy có hai chai nước nhỏ, cái này chắc là miễn phí rồi. Hai cái ly, rồi ở đây có để là password wifi của khách sạn luôn, cái nem cạc khách sạn để làm gì, mình có thể vô wifi nè, đồng thời là khi đi ra ngoài cũng có thể dùng cái nem cạc này bỏ trong người để địa chỉ khách sạn mà. Rồi catalog của khách sạn có những cái thực đơn menu nè, mình có thể order hoặc là laundry giặt ủi, họ cũng có dịch vụ này nữa đó. Mình có nhu cầu mình ở lâu dài thì có thể xem bảng giá đây ha, để mình đi giặt ủi quần áo mà ở lâu ngày nè đó. Rồi đương nhiên ngoài cái đây, máy tính còn có tivi Samsung gắn trên tường nè, rồi tủ quần áo ở bên đây. Ở đây có một cái safety box nè, cái này rất là thích. Chúng ta thể bỏ tiền hoặc là giấy tờ quan trọng ở trong cái két sắt này. Rồi trong đây tủ quần áo, móc áo, còn những cái này nữa khá là ok nha. Có thể mặc tắm mặt nè, cái này là nhiều khách sạn có, khách sạn này khách sạn dạng 2 sao thôi mini, nhưng mà có cái này cũng ra khá là tốt luôn. Đặc biệt là cái diện tích phòng không quá lớn, nhưng mà Nick lại thấy là có cái gì, có cái hai cái ghế ngồi, một ghế này, nhưng mà ở đây có cái màn này để Nick mở ra xem. Wow, cái này là có cửa kính nhìn xuống đường, cửa kính này rất rộng luôn nè, ở đây cũng mở được luôn, Nick nghĩ chắc được luôn nè, nhìn xuống đường Lê Thánh Tôn luôn. Cái khoảng cách thì rất là gần thôi, từ đây tới chỗ tòa nhà ủy ban hoặc là trung tâm mua sắm Vincom thì gần lắm luôn, nếu nghĩ từ đây lên đó chừng 200m ra đại lộ Nguyễn Huệ cũng gần luôn nè. Rồi chúng ta quay qua đây nha. Ở đây thì Nick thấy có cái gì đây, cái này một cái điểm ưu nữa là cái đồ đựng đồ dơ nè, khi cần giặt ủi gì đó hoặc là mặc đồ dơ có thể bỏ riêng ở trong đây được nè. Đó, chỗ này lại có một cái cửa sổ nữa, cửa sổ nha, có thể mở ra luôn, con lấy khí trời nè, chúng ta phải mở cửa sổ ra lấy khí trời luôn ha. Cái này quá tuyệt. Rồi chúng ta vào coi cái nhà vệ sinh đây tí nha.
Phòng vệ sinh thì Nick thấy là có cái vòi sen nè, một cái cầm tay, một cái đứng thẳng trên đó tùy theo mình điều chỉnh đó. Rồi cái bồn rửa mặt, lúc nào thì khách sạn Việt Nam cũng có kem đánh răng, mình chạy đánh răng được, chạy đầu, xà phòng này kia. Ngoài ra còn cho dầu gội, sữa tắm nhỏ rất là dễ thương nè. Còn ở đây thì cái bồn cầu cũng khá là mới nè. Vòi nước xịt như những khách sạn khác mà Nick đã review rồi. À, luôn luôn có nha. Rồi khăn đây. À, khăn lớn, khăn nhỏ đầy đủ nha. À, cái này cũng khá là ok. Máy xay tóc rất là ok luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào xem một cái loại phòng khác, phòng family, phòng dành cho gia đình nó như thế nào, cô chú chị các bạn nha. Wow, cái phòng này thấy nó rộng nè. À, cái giường này khỏi chê rồi, như những cái phòng khác, nhưng mà cái ga trang trí nó hơi khác tí và cái vân nó cũng đẹp hơn nha. Cái bàn làm việc ở đây thì thấy có máy tính giống như cái phòng deluxe hồi nãy. Máy tính này không biết lâu còn sử dụng được không, và cái nước nghĩ chắc còn được nè. Rồi mini bar, tủ lạnh đó, có sẵn cho mình rất là thuận tiện. Rồi nước ở trên bàn, gương, hai cái ghế ngồi ha. Cái này nếu có khách vào cũng ok nè, mà cái này là không thiếu luôn. Đồ cái sọt đựng đồ dơ nè. Rồi cái sọt đựng rác riêng nè. Là cái gì nữa? Cái phòng vệ sinh đây. Cái này rất là hay, có luôn cái bồn ngâm, cái bồn ngâm quá tuyệt. Rồi bên đây thì giống như những cái phòng khác, những cái tiêu chuẩn nè, có đầy đủ như là dầu gội, sữa tắm, rồi kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, ok, máy sấy tóc. Cái này còn được không? Nó vẫn xài ok nè. Rồi bồn cầu sạch đẹp, cũng vòi nước, khăn đầy đủ luôn. Cũng một cái cửa sổ nhỏ nhỏ bên hông này có thể mở để cho thoáng khí thêm khi cần nè. Rất là ok nha. Ở đây cái tủ quần áo. Cái loại phòng này thì có cái pyjama mặc nè. Trong này cái chỗ tủ này đựng đồ cũng được nhiều cô chú anh chị các bạn nha. Có thể cất đồ. Nhưng mà cái safety box nó nằm ở đâu? Hồi nãy mình thấy chưa ta? Chưa phải không? Để coi, đây là phòng family mà nó có hai phòng. Đây, mình vô tiếp cái phòng mà bên trong nó coi. Cái phòng này cũng khá là đẹp luôn nè. Trong đây thì có tivi, có tủ lạnh rồi. Giường thì khá là đẹp rồi. Để coi cái tủ quần áo này. Một cái két sắt, cái safety box ở đây. Đây, safety box này là tất cả cô chú anh chị sẽ rất là thích phải không ạ? Đó, trong phòng này có cái safety box là chúng ta yên tâm rồi. Cái tủ quần áo này cũng khá là rộng nè. Nhưng mà ở đây Nick nghĩ là cái view nó sẽ đẹp. Tại sao? Thấy cái màn này nè, phía ngoài có ánh sáng để mở ra. Phòng này quá đẹp, nhìn xuống đường Lê Thánh Tôn luôn nè. Nhìn các cửa hiệu bên đường rồi. Còn chưa kể nhìn xéo qua bên kia là phòng trà không tên nha. Ai mà thích xem ca nhạc phòng trà là có thể qua phòng trà không tên đó. Hàng đêm có ca sĩ nổi tiếng là biểu diễn ở đó. Hiện tại Nick thấy là có cái để cái bản là Elvis Phương nè, rồi Lý Thu Thảo, rồi Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, rồi nhiều như ca sĩ khác nữa. Sẽ có nhiều chương trình khác nha. Đó, ai thích ca nhạc ở phòng trà thì quá thuận tiện luôn. Một bước chân qua đường thôi. Còn ở đây, cái phòng tắm của phòng thứ hai này như thế nào đây? Rồi, cũng là cái bồn rửa mặt rất là ok nè. Cái bồn, cái phòng tắm bên kia, tắm đứng, vòi sen đứng và vòi sen cầm tay. Rồi cũng một cái bồn cầu đó. Rồi chỗ trong này để khăn thôi, đầy đủ luôn. Cửa sổ nhỏ cũng mở ra được luôn. Vòi nước xịt quá đầy đủ luôn nha.
Nói chung là cái phòng family này có hai phòng mà thông với nhau, thật ra có cửa cửa nếu mà bên đây không thích luôn bên kia đóng cửa lại cũng được. Đây đây chỗ này đây con chú gì các bạn, ngay cái cửa này nè, nếu mà chúng ta muốn riêng tư đóng cửa này lại thì phía ngoài là một cái phòng những người khác ở ngoài chỉ cần thì mở nó ra phòng family mà. Tại thật ra hai phòng này tiêu chuẩn đều có đầy đủ hết, có phòng tắm riêng, tivi riêng đó, quá tuyệt. Phòng này khá là ok nha. Ở khu vực Lễ Tân thì Nick thấy có một cái điểm ưu thế của khách sạn này nữa nè, là cái chỗ cái góc internet đó. Đối với một cái số phòng như là phòng standard thì không có cái máy tính ở bên trong, thì nếu mà chúng ta cần lên mạng gửi mail hay là lấy thông tin gì đó thì ở đây có cái góc internet miễn phí, có cái máy tính ở đây nè, ta có thể xuống đây ngồi làm việc, ngồi check mail lấy thông tin rất là ok nha. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, sau khi là xem phòng rồi, điều mà có lẽ là mọi người khá là quan tâm đó là biết giá phòng như thế nào phải không ạ? Bây giờ thì Nick sẽ gặp bạn Lễ Tân ở đây để hỏi giá cho em. Dạ chào anh. Có thể cho bà con cô bác mình biết cái giá phòng vừa rồi mình xem các loại phòng đó như thế nào không? Hiện tại thì phòng standard double nãy mình vừa xem là giá 600, 600 nghìn. Phòng deluxe thì là 800, 800 nghìn một phòng. Còn phòng family nãy anh có xem thì nó là 1 triệu 350. À, Dạ. là cái bảng giá đây phải không? Dạ đúng rồi. Đây cô chú anh chị nhé, cái bảng giá để là standard như bạn đây vừa nói là 600 ngàn phòng một đêm nè đó, thì phòng double deluxe đó là 800 ngàn, phòng family nãy mình xem đó là 1 triệu 350 ngàn. Cái loại phòng mình ở đây anh không biết là mình có cái dịch vụ như ví dụ là ăn sáng mình có không anh? Về trước dịch thì trước dịch Covid khách sạn có dịch vụ ăn sáng, nhưng mà sau dịch thì hiện tại là đang ngưng dịch vụ ăn sáng rồi, nhưng mà có giảm bớt trong cái chi phí phòng đó, cho nên thực sự là chi phí giá cả phòng bây giờ thì so với trước dịch cũng đã giảm đi khá là nhiều rồi. Ok, anh cũng thấy giá này khá rẻ. Thế nhưng mà nếu mà khách mà từ phương xa, mấy bà con cô bác từ Mỹ, Canada hay là châu Âu hay là Úc thích ở khu vực khách sạn Trần Bến Thành này nè, với cái giá này mình có offer thêm một cái giá đặc biệt nào cho bà con cô bác mình, ví dụ là ở vài ngày chẳng hạn tại khách sạn ở khu vực này không? Thực sự phải nói thì ở khu vực này thì giá phòng cũng khá là cao. Hiện tại khách sạn là đang có một mức giá cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên nếu mà cô chú anh chị là yêu mến khách sạn cũng như là đặc biệt nếu là fan của anh thì em cũng sẽ nói với chị chủ để có thể có một cái ưu đãi gì đó để cho cô chú và anh chị thêm, có thể là cũng 2 đô khoảng 50 nghìn nha, có thể là như vậy. Cho vui phải không? Thật ra thì Nick thấy là cái giá phòng này cũng khá là thấp rồi nha, 600 ngàn cho cái phòng standard đó cũng rất là ok rồi, tính ra thì chỉ khoảng có 25 đô. Mà nếu mà book mà nói kênh của Nick Nguyễn, fan Nick Nguyễn giảm được 2 đô nữa thì còn bao nhiêu, khoảng chừng 23 đô, quá rẻ không ạ. Còn nếu mà cái phòng double có cái view nhìn xuống đường á, cái cửa kính rất là rộng đó đó, 800 nghìn thì nó chỉ khoảng là 33 đô gì đó thôi, giảm 2 đô khoảng 31 đô, khá là rẻ. Chỉ có điều là không có ăn sáng, nhưng mà chúng ta vừa nghe mạng tiết lễ tân ở đây nói á, là không ăn sáng bởi vì sau dịch thì không có cung cấp dịch vụ đó nữa, nhưng phòng cũng đã giảm giá thấp rồi. Nhưng thật ra chuyện ăn sáng là chuyện nhỏ, bởi vì sao cô chú chị, nếu ở khách sạn này chỉ có một bước chân là chúng ta đã tới chợ Bến Thành, rất là nhiều chỗ để ăn xung quanh trên con đường này, rất là nhiều món ngon nữa, cho nên là chị ăn sáng là chuyện nhỏ, chúng ta không cần ăn sáng trong phòng cũng được. Với cái giá này rất là hợp lý, nghĩ là phù hợp cho rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Và video clip review khách sạn Liên An tại đường Lê Thánh Tôn, rất là gần với chợ Bến Thành. Đến đây thì Nick xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Nếu mà chúng ta thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì cứ liên hệ book trực tiếp với khách sạn. Nick sẽ để cái địa chỉ nè, số điện thoại nè, cũng như là email của khách sạn mà mình có thể liên lạc book luôn. Còn bây giờ thì Nick xin tạm dừng video clip tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả cô chú và anh chị ở những video clip sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Ở phía trước khách sạn Liên An thì mọi người chỉ cần vài bước chân thôi là sẽ thấy tới chợ Bến Thành ngay. Đây, phía trước là vẹo trái vài bước chân thôi là sẽ thấy cửa sau của chợ Bến Thành phía kia rồi.